Tôi đang có mặt tại bản Tân Lập, xã Đắc Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, vùng đất đỏ Ba Gian với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, điều kiện sống của người dân ở đây còn rất nhiều khó khăn, từ điều kiện y tế, nước sạch cho tới những điều kiện sống cơ bản. Và chính vì những lý do đó thì trong suốt thời gian vừa qua đã có những người trẻ nhiệt huyết tới đây để mang tới những sự hỗ trợ rất thiết thực với những buổi khám chữa bệnh miễn phí hay là những công trình nước sạch và rất nhiều những yếu tố khác nữa. Đứng đầu trong những hoạt động này đó chính là anh Nguyễn Siêu Hạnh, người sáng lập câu lạc bộ Hành Trình Tuổi Trẻ. Xin chào anh Hạnh. Chào Cường. 33 tuổi, sáng lập một câu lạc bộ 11 năm tuổi. Nhận giải thưởng tín nhiệm quốc gia năm 2019. Và là một trong số 11 người trẻ Việt Nam được lựa chọn vào nhóm thủ lĩnh đầu tiên của quỹ Obama Foundation khu vực châu Á Thái Bình Dương. Sở hữu kỹ năng lặn biển và chụp ảnh dưới đáy biển ấn tượng. Đó là bản thông tin hoàn hảo của chàng trai mang tên Nguyễn Siêu Hạnh. Thế nhưng điều lớn nhất mà anh quan tâm lại là quan trọng nhất chính là mình học được cái giá trị của tình người. Nó không đơn giản là cái việc tụi mình cho đi, và thật sự là tụi mình nhận lại được rất nhiều từ cái cộng đồng mà tụi mình đến, và cảm giác cho tụi mình thấy được câu chuyện là tụi mình sống ý nghĩa. 11 năm hoạt động, Siêu Hạnh cùng những người trẻ nhiệt huyết đã mang những sự hỗ trợ nước sạch, y tế đến cho hơn 41.000 người dân ở các vùng còn khó khăn ở Tây Nguyên và các vùng lân cận. Và điểm khởi đầu của hành trình dài này chính là những hồ nước, con suối, nơi gắn liền với cuộc sống của người dân tại đây. Hồi xưa ấy, lúc mà trước khi tụi mình làm cái công trình nước sạch ở đây á, là người dân họ chủ yếu là lấy nước từ cái hồ này là chính. Thì cái nước này họ dùng để nấu ăn này, giặt giũ này, thậm chí là uống. Và lúc tụi mình tới đây tụi mình phát hiện ra là cái nguồn nước ở cái hồ này nó không có đảm bảo an toàn cho mọi người, bởi vì cái rừng nó không còn, nên là cái hệ sinh thái nó cũng không còn tự nhiên nữa. Và họ sử dụng rất là nhiều thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu trong quá trình canh tác. Cho nên cái nguồn nước ở đây nó bị ô nhiễm trầm trọng. Vậy thì chắc chắn là nó sẽ dẫn đến những cái bệnh tật phải không ạ? Đúng rồi, đặc biệt là bệnh tiêu hóa. Bị rất nhiều. Và đâu là lý do mà anh bắt đầu mang thùng nước sạch từ đấy? Mình có dành thời gian ở đây vài ngày với người dân. Và mình cảm nhận rất rõ là cái sự khó khăn của họ trong cái vấn đề về nước sạch. Cho nên mình quyết định quay về thành phố Hồ Chí Minh. Mình nói chuyện với những bạn còn lại và quyết định là quay lại đây lắp đặt công trình nước sạch cho bà con. Đây cũng là những công trình nước sạch đầu tiên được mang tới những bản làng vùng cao của Tây Nguyên. Bắt đầu từ năm 2008, những đội kỹ sư tới khảo sát, các hoạt động gây quỹ và chuẩn bị, rồi hàng chục tình nguyện viên vượt đường xa, lầy lội để lắp đặt các công trình cho người dân. Trong suốt 11 năm qua, 23 dự án nước sạch và 2 dự án thắp sáng đường quê đã được thực hiện. Và đây là công trình nước sạch đầu tiên mà tụi mình làm. Cái công trình nước sạch này ấy, thì nó sẽ cung cấp nước sạch 300 lít một giờ. Khi mà nước được hút lên từ dưới giếng thì sẽ đi qua những cái cột lọc và sẽ được khử trùng bằng tia cực tím trước khi đưa ra ngoài sử dụng. Như vậy là hoàn toàn cái nguồn nước mà thay vì dùng ở ngoài hồ kia họ lại sử dụng ở đây đúng không? Đúng rồi, thì nó sẽ cung cấp nước sạch cho việc ăn uống hàng ngày của người dân ở đây khoảng hơn 1.500 người. Đặc biệt vào những cái mùa mà họ đi cấy, đi cày, về đi gieo mạ ấy, thì họ sử dụng nước rất là nhiều từ công trình này. Cái nguồn cảm hứng và cái yếu tố nào giúp cho các anh có thể làm được một cái công trình nước như thế này lên những cái điểm khó khăn như vậy? Nó cũng khá là vất vả, tại vì cũng như bạn thấy là cái đường đi từ ngoài kia vào đây nó rất là gồ ghề và rất là khó di chuyển, đặc biệt vào mùa mưa. Cho nên là lúc tụi mình triển khai, tụi mình cũng gặp rất là nhiều cái khó khăn trong quá trình lắp đặt hệ thống này. Cái công trình nước này nó rất là ý nghĩa đối với tụi mình và đối với người dân ở đây, bởi vì họ một thời gian dài họ không có cái nguồn nước sạch để họ sử dụng. Nó giúp được rất nhiều cho đời sống ở đây và nó cũng mang một cái rất lớn đối với hành trình tuổi trẻ của tụi mình. Từ ngày có nước sạch, bản Tân Lập như được khoác lên mình một tấm áo mới. Cuộc sống của người dân được đảm bảo hơn, những ngày đi lấy nước lại giống như một ngày hội. Người can to, người can nhỏ, người gùi trên lưng, người tay xách nách mang, người lớn, trẻ nhỏ. Việc đi lấy nước sạch từ lâu cũng đã trở thành một thói quen thường nhật của họ. Công trình nước sạch được đặt ở nhà trưởng bản, vậy nên anh dành thêm thời gian ở nhà để phục vụ cho bà con trong bản. Từ lúc mà có chương trình nước sạch á, và hỗ trợ cho bản mình á, thì thật sự cái cuộc sống thì nó cũng khá rất là nhiều. Về cái thứ hai á, là về những đứa cháu mà có nước sạch uống rồi, thì bây giờ nó đó to bụng. Và người lớn thì nó cũng cái cuộc sống nó cũng rất là tốt, thì thật sự là bà con là rất là vui. Một khi mà đã có nước thì bà con là đổ xô là tập trung vào đây để lấy nước. Những góc bếp lụp sụp giờ cũng đã khá khẩm hơn và sạch sẽ hơn.
Với bà Giàng Thị Dua, trong nhà có tới 4 em nhỏ nên nguồn nước sạch là một sự an tâm lớn cho gia đình. Ngày trước phải xin nước của anh em quanh đây, rồi phải chờ nước mưa xuống. Giờ có nước rồi thì đỡ lo rồi. Đi làm về thiếu nước là cứ sang đó hứng nước mà sinh hoạt tắm rửa cho con. Thấy thế mà sống thọ hơn rồi. Không chỉ có các công trình, anh Siêu Hạnh cùng câu lạc bộ của mình còn tổ chức các hoạt động tinh thần cho những em nhỏ như làm sân chơi, sơn lại trường học, tổ chức các chương trình vui chơi trong những dịp đặc biệt. Thế là ở bản Tân Lập, ngoài cái nắng, cái gió, cái bụi của mảnh đất đỏ Ba Gian, thì giờ có thêm nụ cười, thêm sức khỏe, thêm sự an tâm từ những nguồn cảm hứng mới mang tinh thần tuổi trẻ. Nó là một cái cảm xúc rất là khó tả. Cái quan trọng nhất chính là mình học được cái giá trị của tình người. Bởi vì khi chia tay, bạn tưởng tượng là nhóm những đứa trẻ mấy chục đứa nó đứng hai bên đường và nó vẫy tay, nó chào tụi mình và nó đứng nó khóc bởi vì tụi mình rời khỏi ngôi làng đó. Những cái cảm xúc đó nó không mua được bằng tiền, và nó là một trong những cái mà khiến cho tụi mình cảm giác bị xúc động và tụi mình quyết định là đi tiếp cái hành trình này, là một phần của tuổi trẻ của tụi mình. Hành trình của hoài bão, hành trình của sự nhiệt huyết và hơn hết là tấm lòng thiện nguyện cùng khát khao giúp đỡ những buôn làng xa xôi. Đó là động lực để những đôi chân trẻ tuổi luôn sẵn sàng cho những chuyến đi.